Hello, chào anh em ha. Thì hôm nay em làm video này mục đích về hướng dẫn cho anh em đấu nối con Mixer Allen Heat anh em ha. Nè, Allen Heat nha. Dòng này model nó là WZ3 14.4.2 anh em. Đó, dòng này nó không có phép nha anh em. Dòng này Mixer của anh nha, anh Quốc nha anh em ha. Và dưới đây thì em ghép một con mixer là con EcoG nha anh em. Trên đây là một cái EcoG của Lysicon ha. Dòng Lysicon 200. Thì em có hai con màu trên đây là hàng dòng màu này trắng trắng này là hàng made in China, còn dưới đây là made in USA nha anh em. Nhưng mà nó vẫn một là thứ thôi ha. Thì để hôm nào em sẽ tháo hai con giữa con China và con USA nó khác nhau chỗ nào. Đó anh em. Thực chất nó một thứ thôi, nhưng mà dòng nó dòng trước nó gấp bên Mỹ, dòng sau nó gấp bên Trung Quốc thôi, nó vẫn là một thứ nha anh em ha. Thì nó hai màu khác, hai màu thôi ha. Đó, còn dưới đây là em đang test một con âm có cái men 600 dòng FPT, con này xài điện 220 nha anh em ha. Thì mục đích hôm nay làm video chứ là hướng dẫn cho anh em về cách ghép cái con FS và gắn FS vào với con Mixer dòng Allen Heat này ha, 14.4.2 anh em ha. Dòng này là không có FET nên mình phải gắn FETG vô. Đó anh em lưu ý nha. Thì sẵn đây con này thì em cũng khi em làm video này là em bán cho khách nha anh em ha. Sẵn đây em làm FET thì cho anh em coi, và những nhiều anh em muốn hỏi về phần mà cách gắn cái FET về dòng mixer này ha, nó cũng đơn giản không khó hết nha anh em. Rất dễ luôn. Đó, đầu tiên em quay sơ sơ cho anh em coi ha. Anh em nếu mà nói về dòng mixer này là chất âm nó cực hay nha anh em, hay hơn dòng Mucky luôn á. Tại vì giá thành nó cao hơn, anh em lưu ý nha. Đó, con này rất đẹp nha anh em. Khu vực này nó có cái má mũ kế bên xung quanh đó nè. Nó bò góc lên nha anh em, rất đẹp nha. Thật sự cái này rất đẹp. Dòng này đặc biệt tại sao hay là chỗ này anh em ha. EQ nó tới là 1 cần, 2 cần, 3 cần, 4 cần, 5 cần, 6 cần ha. Thì nó tới 6 cần anh em. Ví dụ lô mic thì nó tới một cái lô bass nè, lô mic thì nó hai lô mic nè, mà hai lô chép nè, hai hát chép nè, một chép nè. Đó anh em thấy à, tự nhiên nó 6 cần, 6 cần EQ thì tất nhiên cái dải nó nhiều thì âm thanh nó sẽ hay hơn, tiếng sẽ nhuyễn hơn và chi tiết hơn nha. Đó, nói đơn giản thôi nha. Tóm lại em làm đơn giản thôi, tại vì anh em dòng này ai cũng đã làm ha, chủ yếu mục đích mình nhập hàng về có mình bán anh em. Mấy dòng này thì nó hay anh em ha. Thật sự nó hay nha. Đó, đầu tiên em quay sơ sơ, bắt đầu em sẽ quay về khúc phía sau cho anh em coi về khúc phía sau nó nha. Đầu nó quay về khúc sau cho anh em coi về khúc sau nó đây nha. Và đây là khúc sau nha anh em ha. Nó là khúc sau ha. Thì đây em muốn nói anh em luôn, ghép cái cách ghép effect nó nha anh em ha. Effect nó ha. Thì anh em lưu ý ha, cái đường này nè, đường in. Đường này là hai đường em đưa từ effect vào. Ở đường mà đường in anh em ha, anh em lấy đường out á. Đường ao của con FS anh em ghim vào đây ha, ghim vào đường link, mình gửi hai đường link vào đây. Tại vì em muốn gửi link 1, link 2 là xài một đường, số 1 là phần của người vợt, số 2 là hàng của delay anh em lưu ý nha. Và đây là đường tín hiệu nhạc vào nha, tín hiệu nhạc vào CT. Em đang thử nhạc bằng CT ha. Đó, còn đây là đường này găm men tổng nha anh em. Dòng men tổng nằm đây nha, con này men tổng nằm đây. Còn hai mấy đường này đường insert nha anh em ha. Đường insert không có xài hai đường này nha. Đó, và hai đường ốc sen anh em, ốc nè, ốc 6 và ốc số 5. Thì em xài ốc 6 số 5, sen ốc 6 số 5 nè. Còn mình muốn xài đường này vẫn được nha anh em, thì xài đường nào mình dặn nút ốc chỗ đó ra lên thôi chứ gì hết. Thì tại em gần 5 6 nó gần chỗ volume đẩy cho nó nhanh. Rồi, tóm lại là vậy ha. Còn đây là dòng này của con này em cũng nói về anh em về phần sau nó nha. Đường này kim điện, con này chạy điện vôn điện 100 đến 240 ha anh em ha. Hàng này hàng Enlit rồi nha. Enlit nha anh em ha, made in Enlit nè ha, nó thấy chưa. Đó, thì này tắt nguồn nằm đây ha. Rồi, con này gồm đường mic nó cộng tới 10 đường mic nha anh em, 10 đường mic độc lập hết trơn nha. Và 10 đường mic xài đường 6 ly là đường tín hiệu nhạc vào. Còn đường CT nó là đường CT 12, 11, 12 ha, 13, 14 ha. Và 10 đường S4 ha và S2 ha, anh em lưu ý nha. Còn hai đường này đường insert là mình không xài nè, đường này cũng không có xài nè. Và đây là một đường monitor để anh em đánh súp ha. Rồi, đó đơn giản thôi ha. Đó, thì để nói về sau nha anh em.
thì anh em đúng ý, hai đường ốc sen này nè, hai đường ốc sen này nè thì đường in cái thằng này nó ra nè, thì tất nhiên anh em nhớ nha, nó đường ra thế này ha, thì cái đường đường này đường ra nè anh em nhớ nha, ghim vào đường in ha, anh em lưu ý nha. Đó đường ốc đó, thì đó nếu mà nói về đó, em để con vang nằm trong rồi anh em, để cái con eco nằm trong rồi, con eco nằm trong đây nè, đó eco nằm trong đây ha, anh em lưu ý nha. Đó cái anh em lưu ý nha, cái đường màu trắng đó đường ao của cái con eco g nha anh em, eco g là đường ao nó, thì anh em ghim vào cái đường in của thằng máy đường mic nè ha. Còn mà đường in á anh em thì ghim vào đây nha, tại vì được thằng này ra nè, thằng này ra nè, ốc là gửi đi anh em, gửi đi về con FS, từ FS nữa nó gửi ngược về đây, gửi về đây anh em lưu ý nha. Rồi tóm lại nó rất là dễ luôn, con này là rất dễ nha, rất đặc biệt, nó rất là hay nha anh em, chạy nguồn điện auto vô anh em lưu ý nha. Đó thì đó nói anh em rõ ha, thì em ra đây là quay sơ cho anh em nhìn cái dáng nó nha, nó rất là đẹp nha, con này đẹp, hàng của anh em thằng nó hỏi nói về chất âm đó ha, xíu em sẽ test về chất âm mà em mở cho anh em về gắn FS ha. Thì đây nè, thì đường ốc nè anh em ha, đường ốc nó nằm đây, thì em sờ đường này nè, số 5 số 6 nằm 2 thì đường vàng này là em lấy đường ốc sen nè, để mình làm mở FS lên, anh em lưu ý nha. Rồi thì bên đây là màu vàng nha, là này FS tổng luôn đường ra. Rồi xong bên này mới quay về con lý sư cần nha anh em, quay về con FS gg ha. Đó quay về gg cho anh em coi nha, tại vì nó hơi bị cứng rồi, nó bị cấn cái này ha. Đó rồi anh em đợi tí nha, em sẽ rút dây ra cho anh em coi nha. Rồi quá xa bà, sau đây thì là phía sau của con ly xì cần anh em ha, đây là phía sau ly xì cần này ha. Ly xì cần thì anh em nó ở sau này, con này xài nguồn ấp to ha, thì anh em lưu ý thôi, thì nó có ly xì cần thì nó có đường và đường ao và đường in ha, ao nè in nè anh em, đó anh em lưu ý nha. Cái đường ao thì anh em ghim vào mấy đường lai, ghim vào mấy đường lai ha, xài lai nào ghim đường lai đó. Còn đường in anh em thì anh em ghim vào đường ốc stern ha, là đường này nè anh em, ốc 5 ốc 6 này ha, đó thì ở sau nó có đó, thì con này nó có tới 6 đường ốc, 1 ốc 2 ốc 3 ốc 4 ốc nè, 5 ốc là 6 ốc ha. Đó thì anh em gửi vào, dù anh em có một cái phép này anh em muốn ép phép nữa thì anh em ghim vô 3-4 thôi, đơn giản có gì hết nha, cứ xài nhiều phép vẫn được luôn. Đó tóm lại thì hôm nay em làm cho anh em ha, là số 2 nè, đường số 2 này là đường kịp vợt, đường số 3 là đường của thằng Eco, tất nhiên là em lấy Eco độc lập đó, của Eco độc lập của con này, một ví dụ như là đường led đó, thì nó của thằng kề vợt, đường rai của CT luôn uống delay, đơn giản anh em ha, câu ra em nói là được nha. Rồi xong em sẽ thử alo cho anh em nghe nha. Rồi tiếp sau đây bắt đầu em thử về phần FS anh em ha. Thì đầu tiên em thử micro cho anh em nghe, micro đó ha, thử micro này nha. Alo, 1 2 3 6 quay. Rồi, đó là micro ha. Bây giờ em đẩy cần này là đường link ha, đường link số 1 số 2 ha của thằng đĩa vợt nha. Anh em nghe tiếng vợt này nha. 2 3 6 7 2. Đó, bây giờ em đẩy lên này để lay lên ha, để lay. 2 3 6 7 8 9 10 1 2. Đó, bây giờ em đẩy g vợt lên luôn ha, là tất nhiên là mình xài 2 FS. Đó, FS 1 và FS 2 anh em ha, giống như là g đó. 2 3 6 7. Hey. 1 2. Đó, tất nhiên thì cái con này thì nó có FS 1 nè anh em, mid 1, mid 2 nè, ví dụ giờ em dặn này, em tắt cái này là cũng delay ha, em tắt cho anh em nghe này nha. Alo, 1, 2. Rồi em tắt này luôn ha, là mic call ha. Alo. Rồi em đi delay lên ha, delay lên này ha. 2, 3, 6, 7. Ví dụ anh muốn nhanh lẹ nằm đây anh em, muốn nhanh lẹ nằm đây cũng được luôn nha. 2, rồi, muốn chậm nè. 2. Đó. Alo. 1. Con này dễ xài nha anh em, FS này rất là dễ xài. Em sẽ làm nói về FS này bán riêng ha. Thì phán clip kế
xong rồi anh em đó là bên đây là mix 2 nè, mix 1 nè, xong người bật lên ha, người bật lên. Alo, 1 đó. Ha. 2 3 6 7. Rồi, nút đơn giản, con này có đơn giản ha. Đó là em thử về phép nha. Em tắt cái phép nè, mở tiếng không có phép nè. Alo, 1 2. Rồi xong tới em mở nhạc lên em nghe con này ha. Ông em mở nhạc cho anh em một đoạn ha cho xong nha. Rồi mời anh em nghe ha. Em đâm ghim đường này nha. Đặc biệt cái con này khi mình dặn bass là bass nó rất là mềm luôn nha. Bass nó rất là mềm. Thật sự âm thanh nó hay. Đúng phải nó được con cái là cái dãy âm dãy LV nó tuyệt vời, chất tuyệt vời nha anh em. A lên hia chất âm tuyệt vời, không chê nha. Nó thật sự á. Là lo đây ha. Là lo đây ha. Hai lo ha. Rồi đơn giản ha. Anh em lưu ý con này rất đơn giản nha. Rồi đây, biết sao ha. Rất đơn giản. Rồi tóm lại em làm video này hướng dẫn cho anh em về đấu ghép cái xài con EQG Musician 200 với con Mixer Allen Hit ha. Dòng này em làm video này để ra mục đích sau này, thí dụ mình có ai mua dòng này thì em sẽ gửi file qua là anh em coi luôn ha. Tại thực sự sau này em làm này em cũng hạn chế về làm mixer xài FSG nha em, hạn chế. Tại mình giờ mình cái gu mình phái dòng mixer có FS sẵn thôi, tiện, không có ghép lu bu lắm, mất thời gian nữa. Vậy anh em chỉ gắn vô hát, hỏi gắn dây gắn rồi mất công thời gian. Nên tóm lại bên em sẽ làm một cái em lưu em đăng lên để sau nhiều anh em cần thì em gửi cái link qua, anh em cứ coi làm theo thôi nha. Rồi tóm lại hôm nay thì hướng dẫn về anh em về đấu FS thì thôi ha. Nhớ anh em lưu ý nhớ nha. Thì dòng này là chỉ gửi đường FS về đường line nha, gửi về đường line. Và đường ốc thì anh em vẫn sẽ đường ốc bất tất cả mixer nào đều vẫn có đường ốc ha, trừ ra đường là đường sen đi không có thôi nha. Rồi xong, em kết thúc video ha. Hẹn anh em những video kế tiếp nha anh em. Có gì anh em cần thì liên hệ em qua số điện thoại nằm đây ha. Rồi xong em kết thúc video ha. Hẹn anh em những video kế tiếp nha. Xin chào anh em nha.